Vâng, đây nghe một mẫu concept taxi chạy động cơ hybrid. Rất là nhiều điểm thú vị tại Bangkok Motor Show trong gian hàng của Toyota. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem một mẫu concept taxi sắp được ra mắt ở Thái Lan thì có những điểm gì hay ho nhé. Đây, đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy tổng thể hình dáng thiết kế đúng kiểu Kika luôn. Tức là ưu tiên tối đa cho không gian ở phía bên trong. Và quả thực, đây anh em nhìn tôi ngồi này, nó rộng kinh khủng, cảm giác như mình đang ngồi trên cái xe buýt ấy, chứ không phải là xe taxi. Cái trần nó cao, cái đầu của tôi đang còn cách trần chắc cỡ phải khoảng tầm 5-60 phân nữa. Nó cao như này, đây còn có cả tay nắm nhá, để bước lên bước xuống nhá. Dù đây là một chiếc xe gầm rất thấp, đấy cảm giác như là anh em có thể đứng lên, đứng như này. Đó, rồi tay nắm ở phía bên này nữa này. Đây, không gian thì cực kỳ rộng luôn. Sàn, nguyên một cái sàn phẳng tắp. Ở phía bên này là cái cửa điện trượt. Đấy. À, tôi bấm thì nó chưa nhạy lắm, có thể là do mình chưa biết cách bấm. Đấy, lúc được, lúc lại không được. Đấy, thôi không nghịch cái cửa này nữa, cẩn thận hỏng mất. Ở phía bên này là cửa trượt. Tức là ở Thái là giao thông ngược so với Việt Nam đúng không? Thì cái vị trí người lái là ở phía bên này. Thì ở phía bên người lái, tức là đỗ sát vào lề thì lại cửa mở ngang ra. Đấy, còn ở phía bên ngoài đường, đây là ngoài đường nhé, thì cửa trượt. Đấy, được nghiên cứu rất là kỹ cho điều kiện giao thông và cái thói quen sử dụng xe của người Thái nhé. Ghế này cũng có đầy đủ các cái tay nắm này. Đấy, rồi đây còn có cả một cái để đồ. Tài xế có thể để kẹo ở đây hay để các cái bill ở đây gửi cho khách chẳng hạn. Rất hay, có cửa gió điều hòa ở phía sau, có nguyên một cái dàn lạnh và có cả hệ thống làm mát ghế nhá, cho hành khách ngồi ở phía sau nữa nhá. Rồi, hơi bị hay luôn. Mình nhìn thấy cái xe này là mình phải dừng lại ngay để mình quay cho anh em xem. Ghế không ngả được. Và xe này chỉ có 5 chỗ thôi nhá, chứ không có thêm 2 ghế ở phía sau đâu. Ghế này không chỉnh được thì phải. Không chỉnh được luôn, không ngả được luôn. Không ngả được. Đặt tại vị trí cố định rồi. Tựa đầu cũng là tựa đầu liền với ghế luôn, chứ không điều chỉnh cao thấp được. Đấy. Ngồi đây cực kỳ thoáng luôn. Ngồi cái xe này đi taxi phải ngồi kiểu này mới dễ chịu này. Chứ đi taxi ngồi mấy cái xe nhỏ nhỏ thấp thấp khó chịu lắm. Nhìn đằng trước cực kỳ thoáng luôn, không gian ở xung quanh. Bao la mênh mông bát ngát như này. Mình ra đằng sau trước nhá. Ở bên ngoài rất nhạy nhá, nhưng ở bên trong kéo đôi khi không được. Và một cái nữa là taxi ở bên Thái thì rất là nhiều màu sắc. Đây, màu xanh, màu vàng, đây là màu rất là quen thuộc này. Màu vàng, có cả màu hồng. Mâm xe cũng là mâm sắt thôi, nhưng có cái ốp ở bên ngoài. Rất là đẹp. LPG HEV Taxi Concept. Dùng động cơ hybrid. Đây, logo này, đây. Trông nó như này cơ mà. Trông rất yêu luôn. Ở Việt Nam thì chắc còn lâu mới có những cái. Đây, cốp xe cũng rất rộng. Cốp xe này phải để được 5 cái vali cỡ để mà xách lên máy bay. Có cả bơm theo xe luôn nhá. Ở bên triển lãm này họ cũng có một cái thiết bị để sạc điện cho các cái xe trưng bày giống nhau luôn, đồng bộ luôn. Đây là cái gì đây? Đồng hồ đo cái gì đây? Đồng hồ đo gì đấy nhở? Anh em comment thông não giúp ở phía bên dưới nhá. Có vẻ như là cái này nó được gắn liền ra cả ghế đằng trước luôn. Đây này, nó có nguyên một cái dàn đằng sau này luôn này. Nó liên quan gì đến động cơ hybrid không? Đây rồi, nhìn ở phía trước anh em sẽ thấy một cái diện mạo vô cùng là đáng yêu. Và đây là gương được đặt ở trên mang cá luôn nhá. Gương đặt cột A, đặt cánh cửa là quá thường rồi. Gương đặt hẳn ở trên cái mang cá phía trước luôn. Tí nữa chúng ta sẽ ngồi vào bên trong và quan sát qua gương xem như nào. LPG HEV Taxi Concept cơ hybrid. Đèn đóm cũng có projector LED luôn. Không, có khi đây là projector halogen thôi. Không phải LED đâu. Chưa có đèn sương mù. Thôi, quan trọng là khám phá ở bên trong. Đấy, ở bên ngoài thì anh em nhìn là đúng kiểu xe Kika ấy, được tối ưu cho không gian. Tôi sẽ ngồi ở vị trí của hành khách trước. Vâng, đây anh em, như ngồi trên cái xe buýt ấy, như ngồi trên cái xe mà Hyundai Sipay gì đấy mà to đùng 45-50 chỗ ấy. Đây,
rộng khủng khiếp luôn. Này ông Tây nào cao 1m8, 1m9 ngồi cũng không phải nghĩ luôn. Rộng và cảm giác như chúng ta có một cái khu tách biệt hoàn toàn so với tài xế ngồi ở phía bên này. Đó, còn cần số này, số tự động này. Và các cái nút điều chỉnh rất là cơ bản thôi. Đây là cái đồng hồ để tính tiền. Đấy, cũng được kẹp chì ở nơi, không có màn hình gì đâu nhá. Rồi, ngồi ở sang vị trí người lái để nhìn hai cái gương xem như nào. Đây, các cái vị trí không có hộp để đồ gì đâu, lên xuống kính này, đúng kiểu của xe tải luôn. Ghế trước này thì có thể ngả được. Đấy, nhưng mà có kéo lên kéo xuống, à kéo lên kéo xuống được. Ui, thoải mái. Rộng lắm. Cửa gió điều hòa này, đây, đấy là lý do tại sao mà những cái cửa gió điều hòa mà làm dạng này ở Việt Nam anh em cứ hay gọi là cửa gió taxi. Bởi vì là trên cái xe Vios Limo mà chuyên chạy taxi ấy, là nó dùng cái kiểu cửa gió điều hòa như này. Đấy, và trên một cái concept taxi ở Thái Lan thì đây cũng là cái cửa gió điều hòa kiểu này luôn. Đây, đây là vị trí của tài xế. Cái đồng hồ ở phía trước mặt được làm rất là nhỏ luôn. Này, bé tí luôn. Nhưng mà đủ để quan sát, tức là những thông tin cần thiết thôi. Computer mét, rồi ô đô, rồi một trạng thái của xe. Và anh em nhìn thấy là toàn bộ những cái mà để điều khiển trong xe nhá, được chuyển hết ở sang ngay phía bên tay phải của tài xế. Đây này, chỉnh cả điều hòa, đặc biệt chỉnh điều hòa. Và có cả tính năng, các cái tính năng trong gói safety xe nữa. Cảnh báo va chạm, rồi cảnh báo lệch làn này. Nhưng tất nhiên đây là gói cơ bản thôi, chứ cũng chưa có đầy đủ những tính năng như là trong các cái xe phiên bản để dành cho đại chúng, cho mọi người sử dụng bình thường đâu. Toàn bộ các nút điều khiển đây, vô lăng cũng rất là đơn giản, vô lăng Uratan. Đây và cái xi nhan hai bên này đặt trên vô lăng luôn, luôn sẵn sàng để đỗ, hộc các thứ. Và đây, cái quan trọng là anh em nhìn cái gương nhá, chuẩn cực kỳ thoáng luôn, cực kỳ thoáng luôn. Điều chỉnh ở đây, điều chỉnh trong này được. À, tất nhiên chưa có điện, chưa có chìa khóa điều chỉnh được, nhưng mà đây nhìn thoáng, thậm chí là có khi nhìn nó còn dễ hơn là nhìn ở phía bên này, bởi vì anh em nhìn phía trước nhá, quan sát khi lái xe nhá, và chỉ cần liếc nhẹ sang bên này thôi là nhìn thấy cái gương luôn, luôn có trong cái tầm quan sát cực kỳ tốt dành cho tài xế. Đấy, hơi bị hay luôn. Ôi, khám phá nhanh thôi, thấy cái này thú vị thì quay cho anh em những gì mà tôi nhìn thấy được. Đây có cái EV mode này, EV mode. Đấy, rồi điều chỉnh tính năng cơ bản đây. Như ngồi cái khoang của xe 45 chỗ ấy nhỉ. Rồi, tiếp tục theo dõi chúng tôi nhá, để xem còn những xe gì hay ở Bangkok Motor Show nữa.